Hello. Ôi, chào mừng các bạn đến với chương trình giải trí âm nhạc trên kênh YouTube của Hoàng Quốc Dũng nha. Ồ, bữa nay là bước sang bài hát thứ tư của lớp 2. Một bài hát rất 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 hay đối với mỗi người của chúng ta đã từng trải qua. Đó là bài Chúc mừng sinh nhật Nhạc Anh, lời của Đào Ngọc Dung. Ồ, chúng ta tranh thủ vào hát thôi. Rồi, phần thứ nhất đã xong, chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, đó là tập hát từng câu. Đối với bài hát này, chúng ta chia thành hai phần ghép, mỗi phần ghép chia làm 3 câu nha. Bây giờ bắt đầu đi vào phần ghép thứ nhất, câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Rồi, ghép lại 3 câu. Tiếp tục phần ghép thứ hai, câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Rồi, ta ghép lại 3 câu. Ta đi hết nguyên bài. Thôi, phần hát ghép đã xong, chúng ta bắt đầu hát theo giai điệu của bài hát. Thì cũng lưu ý ha, phần đầu chúng ta hát có nốt nhạc đem theo, lần sau thì không có nốt nhạc nha.
Rồi, phần hát đệm của giai điệu thứ nhất đã xong, ta bước sang phần một giai điệu thứ hai. Phần giải trí âm nhạc đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình giải trí âm nhạc thứ năm tuần sau với bài hát thứ năm. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn, nhớ đăng ký và chia sẻ cùng các bạn cùng xem nha. Chào.